cô hướng dẫn các con thêm một cách nữa để xây dựng đoạn văn. Đó chính là cách xây dựng thế nào cho câu chuyện thật hay và hấp dẫn. Vậy cách xây dựng ấy thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Cách thứ nhất, để xây dựng một đoạn văn, cô giới thiệu với các con cách từ cốt truyện kết hợp với miêu tả hình dáng của nhân vật, đặc điểm của sự vật để chúng ta tạo thành một câu chuyện. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ví dụ sau. Từ cốt truyện, hãy xây dựng thành đoạn văn của câu chuyện Ba Lưỡi Diều. Câu chuyện này thực sự không quá lạ với các con. Vậy ta xây dựng câu chuyện chia thành từng đoạn truyện qua cách miêu tả hình dáng và đặc điểm của sự vật thế nào? Chúng mình cùng theo dõi gợi ý của cô nhé. Trước hết, như mọi khi, chúng ta phải tìm hiểu câu chuyện. Về nhân vật, câu chuyện có chàng tiều phu và cụ già, chính là tiên ông trong câu chuyện, hay còn gọi là ông Bụt cũng được. Về nội dung của câu chuyện, ta cần phải truyền tải, đó là kể lại việc chàng trai nghèo đi đốn củi và ông tiên đã thử thách tính thật thà, trung thực qua việc mất dìu của chàng tiều phu. Và thông qua đó, ta phải nêu được ý nghĩa của câu chuyện. Trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. Và câu chuyện sẽ được xây dựng theo từng đoạn như thế nào? Chúng ta sang tiếp bước thứ hai, xây dựng đoạn văn. Cô sẽ gợi ý một số đoạn trong câu chuyện. Đoạn 1, chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi diều bị văng xuống sông. Tất nhiên, đây đã là phần diễn biến trong câu chuyện rồi, vì ta chỉ tập trung vào cách xây dựng phần đoạn văn thôi nhé.